Ngày 18 tháng 9 năm 2018 vừa qua, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe HR-V hoàn toàn mới tại Hà Nội với hai phiên bản 1.8G và 1.8L đi kèm giá bán từ 786 triệu đồng. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2014, Honda HR-V đã tạo nên bước đột phá và trở thành một trong những mẫu xe quen thuộc và bán chạy hàng đầu tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, với doanh số bán tích lũy lên tới 1,8 triệu xe tính đến tháng 8 năm 2018. Với ý tưởng phát triển một mẫu xe đột phá cho thế hệ SUV tiếp theo, chiếc HR-V hoàn toàn mới mang lại 3 giá trị cho khách hàng: phong cách thời thượng, không gian tiện nghi, vận hành tinh tế. Thiết kế ngoại thất của Honda HR-V là sự kết hợp giữa phong cách trẻ trung, thời thượng và sự linh hoạt, tiện dụng của một mẫu xe đô thị. Mặt trước gây ấn tượng với thiết kế hình cánh chim vững chãi, cụm đèn pha full LED hiện đại duy nhất trong phân khúc B SUV. Trong khi đó, phần đuôi xe được mở rộng với thiết kế khí động học mạnh mẽ. Tay nắm cửa phía sau được tích hợp trên vòm kính xe, tạo cảm giác thể thao cá tính như chiếc coupe hai cửa. Honda HR-V hoàn toàn mới cũng được trang bị đèn sau LED. Thiết kế nội thất dựa trên nguyên lý thiết kế chữ H đầy hứng khởi, đang áp dụng cho tất cả các mẫu xe Honda và được xây dựng dựa trên cảm hứng khoang lái rộng mở, rộng rãi nhưng vẫn đầy tính thể thao. Khu vực táp lô gọn gàng, hỗ trợ làm nổi bật cảm giác rộng rãi, tạo ra một không gian tận hưởng cho cả lái xe và hành khách. Bàn điều khiển trung tâm được đặt ở vị trí khá cao so với sàn xe, tối ưu hóa sự tiện dụng và không gian cá nhân nhằm mang lại cho khách hàng cảm nhận cao hơn về chất lượng. Những vật liệu mềm được sử dụng cho hầu hết các bề mặt tiếp xúc của HR-V. Ở hàng ghế sau, khoảng cách với hàng ghế trước tương đương với mẫu CR-V hiện tại, cho phép hành khách có được tư thế ngồi thoải mái nhất. Khoang chứa đồ rộng rãi với sàn xe hạ thấp và mở rộng tới 1180mm cùng với chiều cao 650mm so với mặt đất khi mở cửa sau, giúp việc chất dỡ hành lý cồng kềnh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dòng xe HR-V hoàn toàn mới với ngôn ngữ thiết kế thời thượng, độc đáo, mang dáng dấp của một chiếc coupe hai cửa kết hợp với cụm đèn full LED phía trước và phía sau nổi bật. Đặc điểm nổi bật tiếp theo của HR-V chính là khoang nội thất tiện nghi, không gian rộng rãi, thoải mái ở cả hai hàng ghế, khoang chứa đồ và đặc biệt là chế độ Magic Seat độc đáo linh hoạt nhất phân khúc. Ngoài ra cũng phải kể đến một số trang bị rất đáng chú ý khác như phanh tay điện tử, điều hòa tự động và chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP. HR-V sử dụng giao diện cảm ứng thông minh thân thiện với người dùng. Bản điều khiển cảm ứng tĩnh điện cho phép người dùng nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ gió bằng các thao tác đơn giản như khi sử dụng điện thoại thông minh. Ngoài ra, HR-V mới cung cấp nhiều tính năng độc đáo cho phân khúc như cửa sổ trời toàn cảnh panorama, phanh tay điện tử, chế độ giữ phanh tự động brake hold. HR-V sở hữu đầy đủ những trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, đèn cảnh báo phanh ESS và hệ thống 6 túi khí trên phiên bản L. Ngoài ra, HR-V còn được trang bị một số tính năng an toàn tiên tiến khác như camera lùi hỗ trợ 3 góc quay, cảm biến lùi trên bản L, cảm biến gạt mưa tự động cũng trên bản L, khung xe hấp thụ lực và tương thích với va chạm ACE. Nhờ vậy, HR-V đã đạt được chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất của ASEAN NCAP trong hạng mục bảo vệ hành khách người lớn AOP và bảo vệ hành khách trẻ nhỏ COP. Honda HR-V sử dụng động cơ 1.8 lít iVTEC đạt công suất tối đa 141 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.300 vòng trên phút. Đi kèm một số vô cấp CVT ứng dụng công nghệ Earth Rim, đi kèm chức năng Eco Assist, chế độ ga tự động Cruise Control giúp xe tiêu thụ trung bình 6,7 lít trên 100 km. HR-V hoàn toàn mới tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai phiên bản L và G cùng 6 lựa chọn màu sắc và có giá bán từ 786 triệu đồng. Xe sẽ chính thức được phân phối tới các đại lý Honda ô tô trên toàn quốc từ tháng 10 năm 2018.